Cái video này của mình nó sắp bắt đầu rồi các bạn ơi, cho nên hãy kéo xuống phía dưới này và đợi lại cho mình một like nha. Và nếu như bạn là người mới đến với cái kênh của mình thì hãy giúp cho mình một đăng ký kênh nhé. Và các bạn hãy cái chuông kê bên mà đúng không, bấm vào nó, chọn cái phần tất cả nha. Thì cứ vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình ra video mới. Bây giờ thì chúc các bạn xem video của mình vui vẻ nha. Yo các bạn nha, mình là Hawa Gamer đây. Trời ơi các bạn ơi, hai tuần qua rồi mình không ra video mới á, cho nên là các bạn quan tâm mình, nhắn tin cho mình quá trời luôn, hỏi là mình làm cái gì mà không ra video mới cho các bạn xem. Ê, nhưng mà các bạn yên tâm nhé, tại vì là mình có một cái số lý do nó rất là riêng tư và cá nhân ở ngoài mà. Và các bạn yên tâm đi, tại vì là mình cũng đã giải quyết xong cả rồi. Với lại là bây giờ mình cũng có thời gian để mà quay lại với các bạn rồi, cho nên là hôm nay á mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi các bạn ơi. Các bạn thấy phía sau lưng của mình không? Đúng rồi, đó, ở đây có 4 bộ giáp headset. Nếu mà các bạn nào chơi cái mod mod headset thì chắc các bạn cũng biết là 4 bộ giáp này nó xịn sầu hay nó quy bắp như thế nào rồi đúng không? Đó, thì hôm nay mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi, đó chính là để xem ai sẽ là người sở hữu bộ giáp VIP nhất của cái headset các bạn ơi. Đó, nhưng mà cuộc thi thì phải có người tham gia đúng không, cho nên là bây giờ mình phải qua nhà hàng sớm mình kiếm thằng em của mình xem nó có nhà không, để mình gạt kèo nó qua bên đây làm một cái kèo một sự tách kim cương chẳng hạn vậy. Rồi ok, để mình qua nhà nó kiếm thôi. Rồi Thịnh ơi, Thịnh ơi, alo alo, có ai nhà không? Trời ơi sao nhà cũng Thịnh ngang chớm nào kêu vậy? Ủa em tưởng anh bán nhà anh đi rồi, dạo này thấy quán bar anh có mở cửa đâu. Ok, hai tuần qua anh đi du lịch có một tí em đã quên anh mất tiêu rồi, chán rồi. Trời ơi, đi không vũ, đi không vũ người. Trời anh ơi, lúc đó có ngủ mà em có ở nhà đâu. Nhưng mà thôi thôi, bây giờ anh có cái này vui lắm này, anh mới sắm được 4 bộ giáp xịn cực kỳ luôn. Em muốn tham gia cuộc thi không, anh tổ chức luôn chơi không? Thôi em chuẩn bị đi chợ mà, thi có cái gì không, có cái gì em mới thi nha. Có chứ, nếu mà em mà kiểu như cược một stat kim cương đi, nếu mà em thắng em lấy được 3 stat luôn đấy, còn nếu mà em thua em có một stat một cục còn được chứ sẽ tắt đâu ra. Trời ơi, cược nhiều thì lấy nó mới nhiều, liều phải được nhiều chứ. Nếu em thắng em lấy được gì của anh hả? Thì bây giờ nhá, em gục một stack kim cương đi thì là em sẽ lấy được ít 3 của nó lên luôn, hiểu không? Còn nếu mà em thua ba luôn hả? Còn nếu chơi, mà chơi 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 đâu đây, đâu 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 đây đây qua đây. Ủa, qua đây u anh ở mới mua cái xe hả? Đúng chị rồi, mới mua con xe hết không đấy. Nếu mà em lấy được em nếu như mà em thắng em lấy cái xe này ok, thế thì anh xin một stack kim cương của em nha. Một stack lần hả? Một stack đó. Em muốn lấy con xe này, con xe này anh mua cũng 4-5 stack lần đó, không phải rẻ đâu. Ui. À, thấy động cơ kim cương không? Thấy động cơ kim cương ở dưới này không? Đó. Ui. Xịn sầu như thế rồi. Đấy, nếu mà thắng được con xe. Rồi chơi. Chơi. Rồi đi. Rồi đưa ai đưa một stack kim cương trước đi. Trời ơi. Ok. Thì bây giờ chơi thua em đưa. Trời gì kì vậy, rồi ok, đây 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 em thấy không? Đây là 4 bộ giáp mà anh vừa hả đi du lịch mang về nè. Ui, bộ xanh này đẹp thế nhỉ? Lần đầu em thấy ấy. Rồi ok, đúng rồi, bây giờ nha, mình á sẽ thi nhau xem ai sẽ là sở hữu một trong những cái bộ này, và bọn mình sẽ đánh nhau xem ai là kẻ là sở hữu được cái bộ giáp VIP nhất á. Nói chung là vậy, nhưng mà giáp xịn mà chưa chắc đã thắng được người ta đâu, còn phải dựa vào kỹ năng PVP nữa. Đây lấy cái đống này đi em ơi, mọi người lấy hết đống này nha. Rồi anh đợi giờ hết lượt chơi nè, chứ không phải là hết bộ nào lấy bộ đó đâu, mình phải qua một cái mini game nhân phẩm nữa. Đâu rồi, lấy đây, trông chưa? Nhồi. Rồi thấy bên này không? Đó, bên này có một bức tường nha. Thì ở đây nó có 16 cái ô vuông màu đen em ơi. Bây giờ anh với em sẽ thay phiên nhau đào. Mỗi lượt thì đào sẽ được 4 block. Đây là anh đỉnh trước nhá, anh làm mẫu trước này. Ví dụ nhá, anh đào cái cục này đi. Đó, ra màu cam đúng không? Thì cái 3 lần đào tiếp theo của anh á, nếu mà nó là màu cam luôn á, thì nó cái màu cam thì đại diện cho bộ giáp này nè, thì anh sẽ lấy được cái bộ này. Hiểu chưa? Đó, rồi bây giờ anh lấy, anh đào trước luôn nhá. Anh lỡ làm mẫu rồi thì thôi, lại đến trước cho. Trời ơi. Ui. Đấy. Trời. Anh ảo chơi không biết cái này, anh đâu có sắp đặt đâu cái này. Anh ai sắp xếp chưa hả không? Không, anh đâu có nhớ gì đâu. Trời ơi, ủa gì kỳ vậy ta? Từ từ đây đây, anh chết còn hai lần mà. Mất cái tắc kim cương rồi. Phải chưa sai rồi đây này đấy. Mà gì bộ giáp cam này anh cũng đâu có biết là nó có khỏe hay không đâu, lỡ ra bộ cùi bắp sao? Trời ơi. Rồi đâu, đến tiếp nha. Ui, ra cục màu tím. Rồi đấy, kiểu như là đào xong 4 ô rồi mà nó không giống màu á, thì em phải lấy block đen này em lắp lại. Coi như là rồi đó, tới lượt em đó. Rồi chơi đi. Đến lượt em á. Đó, đào đi, đào 4 ô thôi nha trời. Này đi. Đó. Này nó màu cam nè. Ôi, nó nhớ mình. Cái nào màu cam nữa nè. Ai mà biết, trời ơi, tự mà mò, niên này hỏi mình. Hai nè. Đó, rồi tiếp. Cái nào nữa? Ok. Trời ơi, cao quá, leo lên trên này nè. Ok. Rồi, lắp lại. Rồi, tới giờ tới tôi. Mình nhớ là cái này màu tím rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải tìm thêm 3 cái màu tím đó, tại vì cái bộ giáp tím mà các bạn nào chơi hết xít thằng xui chắc các bạn cũng biết là nó VIP gồ cỡ nào đúng không? Ok, để mình tìm. Ây da, cục màu xanh rồi. Sai, từ. Màu đỏ hả? Ui, một cục màu tím ở đây rồi. Nhớ rồi nha. Đâu, để mình đào trên này luôn rồi. Ui, 4 màu luôn chứ, trời ơi. Rồi, tới em đó Thịnh, quốc đi. Đó. Đây nè. Màu đỏ. Rồi. Đây nè. Ui, 2 cục màu đỏ rồi. Đây, cái gì đây? Ở đây.
Ui, ba cục. Ba cục đỏ ơi. Trời ơi. Oh yeah. Chết rồi, không ổn rồi, chắc là thằng này nó me cái bộ giáp màu đỏ các bạn ơi. Từ từ, màu tím hồi nãy ở đây. Ui, chết rồi, trong 4 ô này nãy cái ô nào màu tím nhờ. Chết rồi, trí nhớ của tôi. Ui, cái này màu cam. Cái này màu tím á. Cái này màu xanh, màu tím đó. Màu đỏ á. Đây màu tím. Dạ cả trí nhớ tệ bên rồi này. Em xin một setup kim cương. Oh shit, trời ơi. Chết rồi, chết rồi. Ôi trời ơi. Cái gì này, chết rồi. No. Ui, không ơi, không ơi. Ủa sao không, không. Đó là trí nhớ của mình bị làm sao này. Gọi tiếp đi em. Tiếng của tôi đây ở đâu này, nhờ rồi. Đây này. Rồi. Đây này. Rồi. Tiếp. Đâu. Nào đi. Wow. Trời ơi, nó được bộ giáp đỏ luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, buồn quá. Ờ đúng rồi, quên nữa, mỗi người là sẽ được hai bộ giáp nha. Đó, nè, khi mà bộ đỏ xong rồi em thì mình sẽ lấy cái block màu đỏ này để mình niêm phong nó lại các bạn ơi. Đỡ phải đào chúng. Màu tím ở đây nè, đó. Còn màu tím ở đâu nữa ta? Ở dưới góc này hả? Này màu xanh. Hay là dưới này? Ừ đúng rồi, hai màu tím nè. Đúng rồi. Mình nhớ là màu tím đó. Ở đây. Ơ, what the? Dạ rồi. Dạ cả tôi, chỉ nhớ của tôi, trời ơi. Rồi, tiếp đi. Em lấy bộ màu xanh biển cái gì? Ui, tới à. Nếu mà này nó lấy được hai bộ thì hai bộ còn lại mình không được quyết định nè các bạn ơi. Coi như mình chấp nhận lấy hai bộ đó luôn. Oh shit. Lắp lại. Lắp cái gì, còn một đạo hay một ô nữa mới lắp mà. Thằng này, trời ơi. Lẹ lên. Lắp lại không cho anh Hảo thấy. Trời ơi, thấy rồi. Một, hai, ok. Nhớ rồi. Mình nhớ rồi. Ở đây nè. Ở đây nè, đấy, ba cục tím rồi. Còn một cục nữa ở đâu nhờ? Hồi nãy là mình nhớ là ô này là cam, này là màu xanh. Dưới này là tím và tím, còn một ô nữa. Một ô tím ở đâu ta? Nãy giờ mình có lướt thấy không nhờ? Ô này nhờ. Hay trên góc này ta? Mình nghi là ở đây giống nè các bạn ơi. Ok, để mình thử coi. Hy vọng là mình đúng các bạn ơi. Trời. Ây da, không có. cái gì chơi lắp lại thôi, anh xin nha, anh xin bộ màu tím nha, trời ơi, cuối cùng cũng được bộ màu tím. Bộ màu tím của em, bộ màu tím đẹp nè. Đẹp cái gì, trời ơi, thôi anh xin bộ màu tím, em được bộ màu đỏ xịn sò thế, còn lấy bộ màu tím của anh, trời ơi, thôi mặc luôn các bạn ơi, đấy. Úi, trời ơi, mặc vào, rồi còn hai bộ đó em ơi, chơi đi, hít cam, hít xanh. Em đào đi. Em thích màu xanh. Rồi, để xem. Đây nè. Rồi, tiếp. Đây chăng. Ây, sai rồi nha. Đây. Ây, ui. Một, hai. Rồi, hai xanh, hai cam. Ok. Cam nè. Rồi, một cái cam ở trên này nữa. Hay mình nhớ là vậy. Yes. Rồi, một cái cam nữa. Ở đâu ta? Chết rồi. Hai cái này là xanh. Hai cái này, ba cái này thì trong ba cái này sẽ có một cam và hai xanh. Tỷ lệ sẽ là 1-3. Từ để mình xem. Mình nghĩ là cái này xanh nè, mình chắc chắn cái này xanh luôn. Vậy là chỉ có hai cái này là một. Rồi, mình thử cái bên này. Ui trời ơi, mình sai tỷ lệ 5-5 như này mà còn sai nữa, thôi đen quá. Rồi luôn mình. Non. Ok. Để xem. Em giáp xanh trước. 1, 2, 3 trên kia luôn rồi, ba cục. Rồi đây anh đào giúp em cục này luôn nha. Đó. Ok. Rồi đào đi. Không đâu. Ui. Là một cam nào ơi. Rồi nha. Một cam nè, hai cam nè. Ủa thế thì nó cũng được một bộ xanh mà ta. Trời ơi. Rồi ok, thế anh xin bộ cam nha. Đấy, mà thế là mình được một bộ tím và bộ màu cam các bạn ạ. Rồi còn bộ màu xanh em lấy luôn đi Thịnh ơi, coi như là xong rồi đó. Lấy bộ màu cam thôi các bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ di chuyển sang qua sàn đấu nha. Chứ không phải đánh nhau đây hả em? Thôi, đánh nhau ở đây cái gì? Chuẩn bị kiếm, trời ơi, mấy cái kiếm này mà đánh nhau được gì đâu. Đi qua bên này, theo anh lên xe. Đây, lên con xe anh mới độ nè. Xe chạy được hả? Em tưởng đâu là xe mô hình. Mô hình cái gì, trời ơi, mô hình 4 stack kim cương, nghĩ cái gì vậy? Lên xe. Đổ xăng như vậy anh Hảo. Chuẩn bị chưa? Đi nha. Đây. Anh biết chạy không vậy? Biết chứ, trời ơi, yên tâm anh. Nào ơi, chơi. Có bằng cấp cả rồi. Từ. Ui. Chưa. Trời ơi. Cái đường này nó bé quá nè, ra đường lộ chính. Cái gì có làm sao đâu. Trời ơi, tới này vô trong này sàn đậu anh thiết kế tuốt ở trong ruộng ở này. Đấy, vô đây nha. Em còn muốn cưới vợ mà. Trời ơi, cũng bị làm sao đâu mà sợ lo này không có vợ mà cưới. Trời ơi, rồi xuống. Rồi xuống đi ba, ngồi trên đây mãi thôi, sợ gì. Ôi đi về anh chạy xe ghê quá à. Trời tới nơi giờ đi về còn sợ ác nữa. Đấy, rồi ở đây cái gương này thấy không.
đó, chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Đây là để anh phổ biết là cách để mà mình chiến thắng như thế nào nha. Bây giờ bọn mình sẽ phải trải qua 3 vòng, 2 vòng nháp trước để mà xem là trong 2 bộ này thì là bộ nào mới là bộ ngon nhất, để mà tới cái vòng thứ 3 mình sẽ chọn một trong 2 để mà coi như cái trận thứ 3 là trận quyết định, em hiểu không? Ok. Hiểu không vậy? Thì em lấy cái xe sẵn, cỡ gì xe này là của em. Trời ơi, bưng đợi cái xe xuống, trời ơi, nghĩ gì làm như vậy, ăn xe của tôi. Bây giờ là mình lấy kiếm nào mình chơi nè. Rồi, mình lấy cái kiếm màu tím này đi cho nó xịn nè, lấy đi. Đấy, tại vì 2 vòng đầu mình chỉ nháp thôi. Rồi, vòng đầu tiên anh lấy chơi màu tím ra trước nè, em thích lấy bộ gì? Em à, em lấy bộ xanh đi. Xuống. Đấy, vòng đầu tiên nè, bộ gì từ để anh tí nha. Đây này. Bộ màu tím của anh là cộng sức mạnh kháng cự luôn đây này, có kháng lửa nè. Em được cái gì không? Bộ của em được gì? Hô hấp với nước rồi gì nữa? Anh em lặn dưới đây vĩnh viễn luôn cũng được. Tào lao. Hay em với anh thi lặn đi, đừng đánh nhau. Thôi lặn cái gì trời ơi, người ta đánh nhau để xem kết quả chiến thắng thôi. Nói chung là bây giờ cái vòng đầu tiên này ai mà được 3 điểm trước là tức là giết được 3 mạng á là người đó sẽ thắng vòng đầu tiên nha. Nói chung là vòng đầu với vòng 2 nó nháp thôi, vòng 3 mới là vòng quyết định. Đấy, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Từ từ đợi xíu. 3 2 1. Đâu rồi ta? Cái gì? Rồi, đó. Đây giờ mới thực sự là đấu trường rồi này, chuẩn bị rồi. Vô, chạy đâu? Chạy đâu cho thoát, sao mình chạy đâu, khổ mà này. Nào, trời ơi, bất công cái gì đánh nhau mà. Hay dạ, làm sao, hư với chúng tôi. Trời, giáp gì, cùi bắp vậy, không mắc một tí máu nào. Giáp anh cùi, giáp anh cùi. Làm sao, một điểm nha. Rồi, làm sao chưa đây? Chưa đây, anh nào nè. Ui, bể giáp em. Kháng cự, giáp kháng cự. Mắc cái đầu. Ai, đau quá vậy. Cái đầu, ui. Cái kiếm này nó mèo quá, mạnh chứ, giáp anh là tăng sức mạnh mà. Trời ơi, đánh đi. Ui, đau quá. Ui, đau em ơi, đau thiệt á, không được đâu, đau thiệt. Đau thiệt. Chưa vậy, đổi giáp, không chơi. Ây da, trời, được. Cái gì vậy? Mới hồi sinh đánh người ta rồi chơi gì dơ quá vậy? Cái xe của em chơi dơ quá vậy, dơ nè, làm sao cái xe của em là sao? Trời thì ơi, em thua hả? Thua rồi, thôi đưa một sáu tách kim cương đi, nghỉ chơi nghỉ ngơi. Xong rồi đưa đây khoan, còn một giáp nữa. Ủa anh có muốn đổi giáp không? Mình chơi tiếp đổi giáp. Ok, thôi đùa thế thôi chứ mình tới mới nói chung vòng đầu với vòng 2 là nháp, hiểu không? Bây giờ từ okay. Để anh reset lại cái bảng cái nha. Rồi reset rồi đó, rồi chuẩn bị cho vòng 2 nha, ai 3 mạng trước là thắng nha. Rồi 3, 2, 1 let's go. Vô bộ giáp cam làm sao, như thế nào? Ây da, đau quá. Đau chứ. Ui sao chạy lẻ như thế này. Ui anh nhảy cao này. Ui anh có nhảy cao em ơi, mà còn ui giáp của anh nó còn tăng sức mạnh của anh cho anh lên nữa này này. Trời ơi, làm sao? Ui, nhảy cao quá, đánh quá trúng quá. Cú đánh xem xét. Người đã cầm kiếm rồi, cú đánh xem xét. À thích đánh à. Làm sao? Ui giáp mới hồi sinh. Chơi ăn vàng. Ăn vàng cái gì? Chơi ăn vàng. Làm sao? Chạy đi đâu? Ui này chạy nhanh quá. Đây anh đánh khó trúng quá. Đứng yên coi này, chạy gì này. Trời ơi. Chiến thuật với chúng tôi. Chiến thuật. Chết rồi. Giáp đỏ này vẻo các bạn ơi, giáp cam này nó đúng là tăng sức mạnh thiệt, nhưng mà nó không có cái gì gọi là kháng cự đánh không đợi giáp này. Ấy da. À, chạy đi, đúng rồi, chạy đi. Này chạy nhanh quá. Làm sao, trời ơi. Hai đều, còn một mạng nữa cơ. Rồi, ok, vô đây, xem, như thế nào. Em xin một sẽ tắt kim cương. Mạnh ơi, vô. Ui, nhờn. Trời ơi, cái bộ giáp đỏ em nó có cộng sức mạnh không á? Nó có cộng sức mạnh, cộng tốc độ chạy, với cộng nhìn trong bóng tối nữa. Trời ơi, nhìn trong bóng tối nữa hả? Trời ban ngày này trong bóng tối có tác dụng gì đâu em, nhưng mà thôi. Ui, bảo sao thằng ra này mạnh. Thôi, vậy thôi, em quên rồi không? Bye bye. Trời ơi, tôi đi ra coi, chưa gì nữa. Trời ơi, bỏ xe xuống. Rồi, bây giờ mới là vòng quyết định nè. Bây giờ em chọn đi, chọn giáp nào. Sau 2 vòng em biết là giáp nào. Giáp này. Em gọi giáp đỏ. Đỏ đúng không? Rồi ok. Mình nên quay là giáp tím các bạn ơi. Tại nó có sức mạnh mà nó có cả kháng cự nữa. Còn cái bộ cam thì nó chỉ có sức mạnh thôi chứ nó không có kháng cự, nó hơi đuối ở chỗ đấy. Nhưng mà được cái nhảy cao thì cũng hơi chán. Đây này nó chạy nhanh quá. Ok, thế mình chơi bộ giáp tím nha các bạn ơi. Từ từ lên trên này. Trời ơi, chua gì bội ấy. Đây này, vòng cuối là mình không còn xài kiếm cái này kiếm như đây. Nó cũng không biết nữa, nó chung vứt vô trong này lại đây nè. Xài kiếm cái cương đi em ơi. Đấy. Rồi. Tại sao kiếm kia? Trời ơi, kiếm này nó mạnh quá, đánh nó nhanh chết thì chán lắm. Xài kiếm cương cho nó đuối lại tí, hiểu không? Rồi, vòng này là vòng cuối cho nên là ai mà được 5 điểm trước thì người đó mới chiến thắng nha. Anh sẽ thu nhỏ cái đấu trường này lại hơn nữa nè. Đó.
Rồi, coi như là sinh tử nha, coi như là khỏi em chạy nha. Em có bị chết không? Có chứ, em đâu có chạy ra khỏi được cái giọng ở đâu, chạy ra ngoài thử xem có được không? Ủa? Ủa? Cái gì vậy? Hello. Cái gì vậy trời? Bye bye. Trời ơi, bye bye. À, tới đây thôi là không được. Ờ, đúng rồi, trong bo mà xem chạy ra khỏi cái bo được thôi. Vô trong này lại đánh sinh tử em ơi, khỏi chết là chết luôn chứ không có cái chuyện là chạy ra khỏi đây đâu nha. Rồi, chuẩn bị chưa? 3. Chuẩn bị rồi. 2. 1, let's go. À, núp mà, núp. Làm sao? Hả thật. Hư nè. Chết nè. Ôi ôi. Hồi nãy giờ là anh đùa với em cho em vui thôi chứ thật ra là anh vừa rồi VIP vừa rồi lắm hiểu không? Đó, chém ơi. Làm sao hả Thịnh? Thịnh nè. Thịnh non nè. Vô đây. Trời ơi. Không có một tắc kim cương được. Một sợi tóc kim cương, anh xin nhẹ, một sợi tóc. Xin cái gì mà xin? Alo. Đang đâu? Đang ở đây. Anh đang ở đây chứ ở đâu nữa? Hả? Chạy đi đâu? Thần à? Hả đâu rồi? Chạy nữa. Chạy đi đâu? Trời ơi. Làm sao? Sao anh không chết vậy? Anh trâu quá vậy? Trời ơi, giáp kháng cự, giáp sức mạnh như này sao mà chết được? Trời ơi, bộ giáp đỏ em còn lâu mới đánh được cái bộ giáp tím hết xít của anh. Trời ơi. Làm sao hả Thịnh? Thịnh, làm cái gì đấy? Đau nha. À, kìa. Trời ơi. Chết rồi. Anh xin bỏ chạy. Chạy đâu vô thoát? Trời ơi, dòng boy như này chạy đâu thoát? Hả Thịnh? Bỏ chạy. Ui, sao có đường chạy này? Chạy đi. Đâu ơi, chạy đi. Tha cho em. Tha hả? Đưa một sợi tóc kim cương đây. Đừng. Chơi cái trò gì kỳ này. Chạy. Làm gì? Ôi, trời ơi. Người ta đang bảo vệ chiếc xe. Nhường. Làm sao? Nhường. Đánh đi. Đúng rồi. Làm sao? Cái chân nè, mất cái chân nè. Thôi Thịnh ơi, anh xin cái game. Trời ơi, em mặc giáp đỏ, tuổi gì chơi giáp tím của anh hả em? Làm sao? Rồi, một sợi tóc kim cương đâu? Đưa đây. Để lên. Đưa đây. Gì có một cục vậy? Anh gửi vòng bo đi, em đưa 6-3 cục còn lại. Gì gửi vòng bo không được, đưa tôi đầy đủ. Hôm nay cho em nhốt, em ở đây luôn. Trời ơi. Trời ơi, muốn lấy chiếc xe của tôi dở gì lắm á. Trời ơi, như mười mấy cục này. Trời ơi, thằng này bị lừa các bạn ơi. Nếu mà các bạn nào mà chơi Minecraft từ cái thời chắc là cũng biết là cái mod hết shit này là giáp nào là mạnh nhất rồi đúng không? Cái dài khờ quá, lấy giáp đỏ sao đánh là giáp tím của mình. Rồi, anh xin anh cảm ơn nha, một sợi tóc kim cương nha. Thôi đây, anh gỡ giùm bo cho em rồi nè. Trời ơi, có cái gì đâu. Đấy rồi, giờ đi. Ôi cái gì này, ơi chạy chiếc xe, trời ơi. Lại. Chiếc xe của tôi bốn sợi tóc kim cương chết rồi. Thằng này giáp đỏ nó chạy lẹ quá các bạn ơi, mình chạy không lại nó. Trời ơi. Ê ơi. Rồi luôn xe của tôi. Trời ơi, nó bỏ tôi ở đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, biết tới không gỡ cái bo cho nó đâu. Trời ơi, này lừa mình này, mắc được một sợi tóc kim cương, mắc một chiếc xe. Lậu quá, không được rồi các bạn ơi. Thôi mình nghĩ là chắc mình cũng sẽ dừng cái video này đây thôi các bạn ơi. Tại vì mình cũng thắng được nó rồi, nhưng mà mắc chiếc xe hơi cay, nhưng mà không sao. Đấy, để lần sau đi, nếu mà các bạn ấy thích gì một cuộc thi mà so tài như thế này của mình á, thì các bạn đừng quên là giúp cho mình một like để cho mình có động lực tổ chức những cái cuộc thi khác hay hơn cho các bạn xem nha. Nếu như bạn là người mới á thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông kế bên để mà nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì mình không tốn thời gian của các bạn nữa, chúc các bạn có một ngày tốt lành nha. Bye bye.